Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế kỷ 22. Ngày tận thế là chủ đề mà chắc chắn là rất nhiều người trong số chúng ta quan tâm đúng không nào? Thế thì chắc chắn là có một số bạn sẽ biết, vào năm 1980, NASA đã từng cứu chúng ta thoát khỏi ngày tận thế. Khi đó chuyện gì đã xảy ra và NASA đã làm gì để cứu chúng ta? Ngày bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay nhé! NASA đã cứu con người khỏi ngày tận thế như thế nào? Nguồn gốc của ngày tận thế. Vào những năm 1980, thế giới đã trải qua một giai đoạn kinh hoàng và đáng nhớ khi các nhà khoa học liên tục đưa ra những lời cảnh báo rằng nếu không có gì ngăn chặn những vấn đề mà bầu khí quyển trái đất đang phải gánh chịu thì vào năm 2065 sẽ có một thảm kịch lớn xảy ra với trái đất của chúng ta. Lúc ấy, cây trồng, vật nuôi sẽ chết, không còn sự sống nào có thể tồn tại, con người có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn rất nhiều. Và một số nơi sẽ có mức nhiệt độ cao đến đáng báo động. Lý do họ đưa ra những cảnh báo này là vì các nhà khoa học của NASA và một số nhà khảo sát của nước Anh đã phát hiện ra một tầng ozone của Nam Cực đang bị phá hủy nghiêm trọng. Nếu vẫn không có cách khắc phục và xử lý tốt tầng ozone ở khu vực này, thì ngày tận thế sẽ đến rất gần. Dành cho những bạn còn đang hoang mang, chưa biết tầng ozone có tác dụng gì, thì tầng ozone chính là khu vực trong tầng bình lưu, nơi tập trung hấp thụ tia UV cực kỳ độc hại từ mặt trời, hay còn gọi nôm na là kem chống nắng tự nhiên của trái đất. Thời gian mà các nhà khoa học phát hiện ra sự kiện này, nồng độ ozone ở Nam Cực giảm 60-70%. Tưởng chừng như không thể cứu vãn và việc trái đất sẽ phải đối mặt với một ngày tận thế là điều không thể tránh khỏi. Thì cuối cùng, NASA đã tìm ra được cách giải quyết. NASA đã làm gì? Bằng nhiều phương pháp, họ cuối cùng cũng đã tìm ra được thủ phạm gây ra sự kiện này. Đó chính là khí CFC, hay còn gọi là khí chlorofluorocarbon. Đây là hóa chất được con người tổng hợp để sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là vào sản xuất tủ lạnh và máy lạnh. Chất độc hại này không gây hại cho con người, nhưng khi xâm nhập vào khí quyển, nó sẽ gây ra nhiều tác hại to lớn đối với tầng ozone. Và đây chính là điều khiến ngày tận thế xảy ra với trái đất. Từ khi phát hiện ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến bầu khí quyển, các nhà khoa học từ NASA đã ngày đêm nghiên cứu, tìm ra những biện pháp, những cách khắc phục tốt nhất để CFC không ảnh hưởng đến tầng ozone nữa. Thế là từ năm 1987, lượng CFC đã giảm đi trông thấy, và cho đến năm 1996, chất CFC đã bị cấm hoàn toàn tại các nước phát triển. Với sự duy trì như thế này thì tầng ozone của chúng ta sẽ sớm được chữa lành như trước, sự sống của trái đất sẽ được duy trì lâu dài và ngày tận thế sẽ không bao giờ xuất hiện. Ngày tận thế quay lại. Có lẽ đã khiến bạn vui mừng quá sớm rồi. Tầng ozone được phá lại không có nghĩa là con người không phải đối mặt với những ngày tận thế khác. Và theo các nhà khoa học, nó có thể sẽ xảy ra vào năm 2050 hoặc là sớm hơn nếu tình hình biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nghiêm trọng. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một kịch bản đầy nghiệt ngã, bắt đầu từ việc chính phủ nhiều quốc gia phớt lờ lời khuyên từ các nhà khoa học về việc tìm các nguồn năng lượng sạch thay thế cho các nguồn năng lượng gây ô nhiễm hiện nay. Điều này sẽ dẫn đến việc nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên 3 độ C vào năm 2050. Tại thời điểm đó, các tảng băng trên toàn thế giới sẽ tan biến. Hạn hán trên diện rộng sẽ giết chết nhiều loại cây trong rừng nhiệt đới Amazon, nơi vốn được coi là một điểm khử carbon lớn nhất thế giới. Chưa hết, 35% diện tích đất trên toàn cầu và 55% dân số thế giới sẽ phải đối mặt với điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, vượt ngưỡng chịu đựng của con người. Bên cạnh đó, hạn hán, lũ lụt và cháy rừng xảy ra thường xuyên sẽ tàn phá đất đai. Gần 1/3 diện tích đất liền sẽ biến thành sa mạc. Kiếp nổ đầu tiên sẽ bắt đầu từ các rạn san hô, sau đó đến các cánh rừng nhiệt đới và các dải băng ở Bắc Cực. Khi môi trường bị ảnh hưởng, thực vật cũng sẽ như vậy. Hơn 1 tỷ người dân lâm vào tình trạng đói khát, trở thành dân tị nạn, khiến một số quốc gia chìm ngập trong xung đột vũ trang, nội chiến triền miên. Và nếu như tình trạng này kéo dài, cùng với việc mực nước biển ngày càng dâng cao, chúng ta sẽ phải đối mặt với một ngày tận thế mới. Tận thế do vũ khí hạt nhân. Nếu bạn đang nghĩ chúng ta còn phải chờ thêm vài chục năm nữa thì ngày tận thế mới xảy ra, thì có thể các bạn đã lầm. Bởi vì một ngày tận thế khác có thể xảy ra mà chẳng ai có thể đoán trước được là khi nào. Thực tế lịch sử đã cho thấy,
Trong Thế chiến thứ hai, Mỹ đã dùng hai quả bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản để phá hủy các mục tiêu quân sự của nước này. Những động thái như thế sẽ châm ngòi cho một chuỗi các cuộc tấn công và đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Từ đó sẽ nhanh chóng phát triển lên quy mô tấn công toàn diện một quốc gia. Vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng để phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng, các mục tiêu quân sự lẫn dân sự. Điều này sẽ dẫn tới rất nhiều thảm họa cho nhân loại, bởi cho dù con người có thể sống sót, thì toàn bộ hệ sinh thái, bầu khí quyển và môi trường sẽ bị phá hủy bởi sức hủy diệt ghê gớm của loại vũ khí này. Mô tả hình dung lớn nhất chính là nếu có một vụ nổ hạt nhân lớn xảy ra, nó có thể tạo ra rất nhiều bụi, những mảnh vỡ và khói trong bầu khí quyển của trái đất. Những thứ này ngăn không cho ánh sáng mặt trời chiếu đến trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Vì vậy, trái đất sẽ trở nên cực kỳ lạnh và mùa đông kéo dài, đóng băng thảm thực vật cũng như sự sống. Tận thế do dân số quá tải. Tính đến tháng 4 năm 2017, dân số của hành tinh này ước tính khoảng 7,5 tỷ dân và tiếp tục tăng cứ mỗi giây 3 người, mỗi năm 80 triệu người. Đến năm 2050, một vụ bùng nổ dân số sẽ xảy ra. Khi đó con người sẽ bắt đầu giết nhau vì một ổ bánh mì, một chai nước uống. Viễn cảnh đáng sợ đó hoàn toàn có thể trở thành sự thật, kéo theo đó là nền kinh tế thế giới sụp đổ. Nhiệm vụ thế kỷ là giảm tình trạng đói nghèo ở những nước đang phát triển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong khi nước này đang chịu tình trạng dân số ngày càng già đi, thì nước kia lại đau đầu về tỷ lệ sinh đẻ tăng chóng mặt. Tệ hơn nữa là dân số thế giới đang có xu hướng tập trung vào những thành phố lớn, xa lánh đồng ruộng, rừng núi. Những bể nuôi cá bằng bê tông cốt thép chứa xã hội hiện đại sẽ ngày càng mở rộng. Tài nguyên thiên nhiên sẽ cạn kiệt dần, những bãi chăn thả hàng nghìn con bò, hàng vạn con cừu biến thành đô thị. Đàn bò và đàn cừu đông đúc ấy sẽ bị xẻ thịt thành nguồn thực phẩm cho con người. Thế hệ sau của chúng ta sẽ sống chật vật, thiếu không gian sống, thiếu nơi tạo ra thực phẩm để tự cứu mình. Ngoài ra, những hoạt động sản xuất của con người làm bẩn và hủy hoại môi trường sống. Nước sạch trở thành thứ đồ cực kỳ quý hiếm. Trên mặt đất đầy những nhà máy thủy điện, trạm phong điện và những tấm pin mặt trời để thỏa mãn các nhu cầu về năng lượng. Kết quả là khí hậu biến đổi ngày càng nghiêm trọng. Tận thế do đại dịch. Bệnh dịch đã luôn đe dọa loài người ngay từ buổi bình minh của nhân loại. Tuy vậy, phải đến khi tổ tiên của chúng ta chuyển dịch sang nền văn minh nông nghiệp thì quy mô và sự lây lan của những căn bệnh này mới tăng lên đáng kể. Lý do là vì khi nhân loại trở nên văn minh với các thành phố lớn và các tuyến đường giao thương mới, việc tiếp xúc giữa con người, với động vật và các hệ sinh thái khác nhau càng tăng lên. Đại dịch là kịch bản đen tối nhất có thể xảy ra của những căn bệnh truyền nhiễm, khi mà những căn bệnh vượt qua biên giới để lây lan toàn cầu và giết đi rất nhiều người. Ví dụ như đại dịch Covid-19 mà chúng ta đang phải đối mặt. Tính đến thời điểm sau khoảng 3 tháng, kể từ khi có thông báo đầu tiên, dịch bệnh này đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca nhiễm đạt gần 1,7 triệu người, số ca tử vong là hơn 102.000 người. Tỷ lệ tử vong là hơn 6%, so với SARS là 9,6%, H1N1 là 17,4%. Và hiện nay, con số này đang tăng lên từng giây chứ không phải là từng giờ nữa. Khi mà các loại virus biến đổi nhanh hơn bao giờ hết, vi khuẩn thì kháng lại kháng sinh. Các chuyên gia y tế tin rằng nguy cơ xảy ra đại dịch toàn cầu đưa con người đặt một chân vào ngày tận thế là lớn hơn bao giờ hết. Nếu như trong tương lai, một lần nữa chúng ta lại gặp phải ngày tận thế, liệu rằng NASA còn kịp thời cứu giúp chúng ta như lần vừa rồi nữa hay không? Hãy comment ngay bên dưới suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!